tại sao phải bắt chồng mình massage cho mình hả? Mình là phụ nữ, mình là đàn bà, mình phải tự lo cho thân mình chứ. Tại sao chồng đi làm mệt về mà phải bắt chồng làm những cái chuyện đó? Cho nên mẹ làm cái gì làm, mẹ thà để dành tiền mẹ đi ngoài tiệm mẹ massage, chứ không bao giờ mà để cho ba con lo cho mẹ những cái chuyện đó, hiểu chưa? Dạ. Vậy à, không ấy à, hôm nay mẹ thử tài nghệ massage của con đi. Con massage hả? Dạ. Con massage bằng gì? Tái. Được không đó? Trời ơi, con massage là bảo đảm mẹ bao phê luôn. Trời ơi, ờ thì thử đi, coi coi được không? Để con thử nha. Đó, đi đứng cẩn thận đó. Dạ dạ dạ. Con massage cũng được lắm á mẹ. Ừ, nghe cũng êm đó. Ủa mẹ, sao lúc trước á mẹ xin chị Dạ Lan nè, rồi anh Tôm nè, rồi Dạ Hân nè, sao mẹ có bị rạn da không mẹ? Không, trời ơi, sanh ba đứa mà cái bụng mẹ hả, da mịn phẳng lì. Ủa sao hay quá vậy? Con á bắt đầu bị rạn da rồi đó mẹ. Da nó rạn, xấu quắc mất thẩm mỹ luôn á. Vậy hả? Rồi bây giờ con định sao? Con không biết sao nữa. Mẹ có biết sao nữa. À, mẹ nghe mấy bạn này chị đó là lấy dầu dừa đó massage bụng thoa đều lên, biết đâu á là nó thẳng lại là sao con? Nhưng mà nếu mà massage dầu dừa như vậy á, dầu dừa nó nhớt lắm nha. Mình cứ dạch cái bụng mình lên hoài rồi chừng nổ khô mình mới thả cái áo xuống được hả? Con mà con việc thì thôi, đánh lấy giờ đánh giống như con Già Lan rồi đó. Sao vậy? Con gái còn đứa gì muốn làm cái đó phải đi vô phòng riêng, hiểu không? Chứ đâu có phải mà giống như nằm ở ngoài phòng khách như vậy ngủ gật lên gật xuống. Đó, mình vô phòng riêng cho mình massage. Đó, biết đâu á là cái cơ địa của người nào, cơ thể của người nào nó hợp á, nó sẽ không bao giờ rạn da. À, ừ, dạ. Nhưng mà không có hiệu quả cái chỗ này thì nó cũng hiệu quả cái chỗ da khác, hiểu không? Cái chỗ nào mà nó rạn nhiều quá nó cũng từ từ nó hồi lại. Dạ. Mà mẹ dặn rồi nè, nghe không? Nhớ vô phòng làm cẩn thận, đóng cửa lại. Bây giờ nhà mình nó đâu phải là chỉ có mấy thành viên gia đình đâu, còn có một lần nữa đó. Dạ, con biết rồi mẹ. Ừ. Đi đứng cẩn thận, tắt đèn đi lên ngủ đi, nghe chưa? Dạ, mẹ ngủ ngon. Chị Dạ Lan hả? Ừ. Vô đi chị. Ừ. Dạ, có gì không chị? Ủa, uống sữa hả? Dạ. Uống đi, bầu bì là phải uống sữa cho nó tốt. Dạ. Nè, chị có ít mỹ phẩm tặng cho em đó. Tặng em hả? Ừ, nhỏ này có hai chị em, chị không tặng em, tặng ai? Ôi, nhưng mà em đang có bầu đâu có xài mỹ phẩm đâu chị. Yên tâm, mấy cái mỹ phẩm này đều là hàng organic hết. Trời ơi, em nghĩ coi, chị tặng em chị phải tìm hiểu chứ. Con của em thì sau này nó cũng là cháu của chị. Chị đâu có tặng ba cái hàng giỡn được em. Nhưng mà dạo này em ít review sản phẩm lắm, cho nên là không có xài mấy cái này nhiều á. Em vậy là bậy. Em review sản phẩm mà em để lâu quá, em không có online bán á, em bị nguội liền. Sau này mình muốn bán lại khó lắm. Cho nên phải nên quên nữa. Ở trong đây nè, có cái hũ kem mà chị rạn da phải không? Trời ơi, chị có mấy cái bà bạn xài ok lắm. Chị thấy hả ok cho nên là chị nói là mua tặng cho em liền. Ôi, trời ơi đã quá vậy. Ừ. Em đang cần luôn á. Sao chị biết em cần mà tặng hay vậy? Chị em trong nhà là không có cái gì mà chị không biết trơn. Biết đúng là còn được ứng thấy luôn á chị. Ừ. Thôi à, em uống sữa đi rồi coi thử mỹ phẩm đi ha, xài đi rồi hiệu quả sao cứ nói chị nghe ha. Dạ cảm ơn chị. Thôi chị về phòng nha. Dạ cảm ơn chị. Ừ. Ai đó? Dạ em Lân nè. Vô đi. Cái gì hả? Dạ em tính qua nhờ chị á, tại em thấy á chị hay tư vấn trang phục cho khách hàng, nên bây giờ chị tư vấn cho em một bộ nào sang sang đi, mà đừng có già quá nha. Mày làm gì, em đi đâu hả? Dạ em đi gặp bạn mà bạn này quan trọng lắm, về em kể chị nghe. Ghê nha. Ok, tin tưởng vào bàn tay của chị, chỉ cần chị hô bí một cái thôi là chị bảo đảm em bước ra đường không cần quân thính cũng dính cá ào 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 luôn. Ôi, vậy là em tin chị lần này á. Nó nghe nữa lắm. Yeah. Chị Dạ Lan mới tặng chị á, em thấy lạ không? Ủa, ôi chị Dạ Lan tặng chị hả? Ờ. Ủa em thấy bình thường mà, có gì đâu lạ. Lạ
ngại lắm. Không bình thường đâu, bình thường chị Gia Lan có ưa chị đâu. Mà tự nhiên tặng chị, em có biết không, cái túi mỹ phẩm này nổi trong đây không là gần cả triệu bạc đâu. Mà ở trong đây á còn cả hũ kem chị Rạng Da nữa, mà chị đang rất là cần luôn á. Em thấy lạ không? Em thấy có gì lạ đâu trời. Thì chị em trong nhà quan tâm, tặng quà cho nhau là chuyện bình thường mà. Vấn đề là từ trước tới giờ chị Gia Lan không có ưa chị. Mà bây giờ tặng chị một túi quà như vậy mà không kèm một điều kiện nào hết. Không kèm một điều kiện hết ta? Vậy là em nghĩ là... em nghĩ là không có gì đâu. Chỉ là vô tư đi. Do mình nghĩ hả là người ta có ý xấu với mình thôi. Chứ thật ra người ta có ý xấu gì với mình đâu. Không phải là chị nghĩ người ta có ý xấu, nhưng mà tại chị thấy lạ thôi. Em thấy không có lạ gì đâu. Tại mẹ em nói á, người trong một nhà đã sống chung dù thương hay là ghét gì á cũng không có hại nhau đâu. Như vậy á mới gọi là người thân trong gia đình. Em dễ tin người quá hả? Thôi mà bỏ qua vấn đề đó đi. Bây giờ tư vấn trang phục cho em đi. Ra. Ok. Mê phim ma dữ lắm. Thiệt. Ôi hết hồn hết vía. Con nhỏ này gặp mặt cái đầm màu đó nữa chứ. Có gì đâu chị làm em hết hồn. Cái con em trong bụng muốn nhảy ra ngoài luôn á. Rồi rồi chị xin lỗi con em. Rồi làm sao? Báo cáo tình hình xài mỹ phẩm của tôi làm sao? Dạ. Bữa giờ xài được lắm á chị. Được hả? Dạ. Êm lắm nha, đã lắm. Với lại á, em định xuống hỏi chị là cái địa chỉ ở đâu á. Tại sắp hết rồi. Có gì chị chỉ em đi mua. Ơi bị đặt mua cái gì, khi nào xài hết chị đưa nữa cho mà xài. Thôi chị không lấy lời thì chị cũng phải lấy vốn á. Cái đó là chị mua chứ phải chị sản xuất đâu mà chị cho em không hoài vậy. Thôi ba mỹ phẩm chị không có tính toán mấy chuyện đó. Em xài được á hả, xài cảm thấy mà ok á là được rồi. Chào mấy chị. Ừ cái gì á? Em có quà tặng cho chị nè. Thôi cái này gì vậy? Dạ máy massage. Máy massage hả? Dạ. Ủa, rồi xài sao? Máy này có nhiều chức năng lắm nha, để em thử cho. Này nè, út mà mỏi cổ đúng không? Mỏi cổ. Đó. Ê, đã nha, đã nha. Thầy. Đã ghê á. Dạ. Còn nhức đầu đúng không? Nhức đầu chị làm gì nè. Ồ. Ê, được quá nha. Dạ. Đã quá vậy. Em tặng chị hả? Dạ, tại em thấy á, mấy bà bầu á, hay bị nhức cổ nè, rồi nhức đầu nữa nên đúng em tặng rồi cho chị. Mấy nay chị nhức tay nhức chân nhức cổ nhức đầu nhức tùm lum hết trơn á. Cảm ơn nhiều nha. Ủa mà chị thấy như đó là đi thằng xài rồi đúng không em? Dạ đúng rồi, cái máy này là của mẹ em. Tại á cái này á là hả học bổng đầu tiên á em mua cho mẹ, mà mẹ mới xài được có mấy tháng à. Là chị biết rồi, nhưng mà lúc mà lấy cái máy này em cho Đan Thanh á, em xin phép mẹ chưa? Dạ, dạ rồi. Hồi nãy em có về em thắp nhang xin mẹ. Rồi. Nên là em lấy em đem qua cho chị á. Mẹ em có đồng ý chưa? Ý, em cũng không biết nữa. Hình như là em thấy mẹ em nhìn em nhiều lắm. Em nghĩ là chắc là mẹ đồng ý rồi đó. Bây giờ đồng ý hay không á, tối nay mẹ em có về đòi lại là biết liền. Chị Lan, chị nói gì vậy chị Lan? Ủa? Không có sợ hả? À, cái vấn đề là biết sao không? Dạ. Chị cũng không có nhức cho lắm á. Thì chị bà bầu mà cũng hơi khỏe mạnh đó em. Với lại bữa anh Tâm có hứa với chị á, là anh Tâm đi công tác về anh Tâm sẽ mua cho chị một cái máy massage. Một cái máy luôn đó nha. Mà về bây giờ mà anh Tâm thấy chị có cái này rồi á, lỡ anh Tâm sẽ trốn tránh trách nhiệm. Lúc đó anh Tâm sẽ biện cớ để mà không mua cho chị cái máy như vậy. Không, không được đâu. Hay là em giữ lại em xài đi nha, để có gì anh Tâm mua chị máy khác. Ủa, nhưng mà chị không nhận em buồn lắm luôn á. Đan Thanh, em mà không nhận á là coi như hả là em không coi hả Lân là người trong nhà. Dạ đúng em rồi đó. Em nhận đi cho em nó vui. Được mà.
Được, vậy chị muốn thử không? Đem thử cho chị nữa nè. Chị thấy ổn lắm rồi em ơi. Sao giờ nó hơi lạnh vậy? Lạnh lạnh cái gái em ha. Hơi lạnh thiệt nha chị. Có ma luôn không? Ê, thôi. Không có gì đâu, Em cứ làm đi. Đã ghê á. Đỡ không chị? Đã mà nổi hết da gà luôn em ơi. Biết ngay cái chỗ đau, đắp nhẹ vô cái chỗ đau liền. Cái hộp cứ ngắt là đắp vô, đắp. Lộn, đắp, đắp, đắp. Lộn. Nè. Gì vậy? Đắp nhẹ. Cái gì vậy? Cái gì làm lại lần nữa coi. Mạnh lên chút coi. Đã vậy ta. Ê, nhưng mà tặng sao? Mẹ. Tặng mẹ hả? Trời, con gái cưng tặng mẹ. Coi như nhận thôi. Chị kỹ vậy? Hồi nãy mẹ thấy nó cũng lạ lạ, nhưng mà như mẹ cảm nhận này nó lạnh gái. Trời ơi mẹ. Thôi nè. Chứ đâu lạnh. Mới xài chứ. Ơi. Xài dần dần mẹ sẽ quen. Còn lạnh đúng rồi. Cái máy lạnh trên đầu mẹ nó phà xuống lấy đâu không lạnh. Thôi đừng có lòng vòng nữa con Lê. Ha. Mẹ là mẹ của con mà. Đi vô thẳng vấn đề đi. Qua đây làm gì? Tặng mẹ làm chi? Có vấn đề gì? Có chuyện gì nhờ giả đúng không?